cua nó nè các bạn, ôm cua nè, ôm cua nè, ôm cua nè, trời ơi, gọi là xích xoa phải cứ bắn thêm người nữa. Hôm nay là cái tựa game này mình sẽ lái xe đò bạn ơi. Ở lộn lái xe buýt. Bữa là lái taxi với xe đò, lái đường xa, giờ mình lái trong thành phố nè các bạn. Ngon liền. Mới sắm cái chiếc xe mới nữa các bạn. Taxi với chiếc xe đò đủ mới vô nha, mới vô nha. Lấy góc nhìn này trước rồi mình lái kia sau bạn. Đó, mình sẽ trở thành tài xế lái taxi ở Las Vegas các bạn. Nó đang xe led cho quên. Las Vegas thế đéo nào. Đọc nhầm bạn ơi, giờ mình sẽ đi đón mấy người nữa bạn. Mình đón buổi tối, Las Vegas, nope. Lộn, Los Angeles. Lên mấy anh chị ơi, ấy con nhóc nữa kìa, ấy con nhỏ này quên. Ok, mở cửa, lên. Được tiện nha. Mở cửa lại, chạy. LAX. LAX là gì? Mới vô mình phải đúng luật, đi. Sẵn à. Đó, mở đèn, nháy gì. Đó, mấy ông tài xế thường nháy nè. Really nigga. Giỡn á. Thắng lại nè, quẹo nè. Quẹo qua làn đường của ta luôn, mạng nó vậy nó mới bờ rồ. Mày dám vượt tao không? Còn con cho mày điếc lỗ tai mày chơi vậy con. Có lộn hay gì? Ô má. Ok, màu vàng, em muốn gì xe màu vàng, tới điểm dừng rồi. Đi xe xanh nha. Đó, chạy như rồi là đó, chiếc xe tôi thấy nháy xi nhan nào quýnh chết mẹ bây giờ. Lên mở cửa nè, đón tiếp khách rồi. Con nhóc baby sơ sinh hả ba, rồi nó bước ảo thế nha. Baby sơ sinh bạn, nó bước ảo quá bạn. Đó, sẽ mở đường ra Hollywood ha. Hollywood. Ồ, cái này là Los Angeles mà quên, thôi mình sẽ tới điểm Hollywood. Next stop, ước mơ mình đi Hollywood các bạn. Ý mình là đi Los Angeles đó. Qua đó lái taxi cũng được các bạn. Đó, cái đèn đỏ, really đèn đỏ, nigga. thắng. Tại đi đèn đỏ thôi mười. Lại nè. Cái độ mé, tao đi qua có lần mà. Trời ơi, không có kinh nghiệm rồi mà còn chờ của bố gì nữa. Án thiệt nha. Quẹo nè, quẹo EQ50 nè. Ấy lộ EQ500 nè. Đó, thấy chưa? EQ500 hút cái cục điện và nước cái rồi nó quẹo mấy bạn đúng không? Từ từ đi, thắng từ từ đi. Này điểm lắm, thắng nó cũng trừ điểm nữa. Thêm một thằng nhóc nữa kìa bạn. Có nhiều vậy? Ừ, có người xuống rồi, trả tiền chưa? Nhóc nó sợ quá, dễ ba mẹ nó rồi bạn. Xuống rồi. Trời ơi, gọi đi, tội thiệt. Ê. Thấy xe tao ra không? Sân chơi của tao nha. Tung giết. Tao sẽ đi qua đây. Đó cái đèn thấy tất không mày, nó hên quá. Qua được. Green light là mình sẽ được cộng điểm Excel lên. Và thêm cái next stop nữa. Xi nhan đàng hoàng nha. Stop. Ui. Lên xe anh em. Người xuống. Ủa nó không có trả tiền hả bạn? Kỳ lạ nha. Xe tao đấu giàu lắm đâu ta. Tao đấu giàu lắm đâu mà đi xe miễn phí gì á. Ok, mình sẽ đổi qua góc nhìn này, lái cho nó bờ rồ các bạn. Really nigga. Ngán góc nhìn kia rồi đúng không? Qua góc nhìn này lái cho bờ rồ các bạn ơi. Mốt đi thi bằng lái đi qua Los Angeles có gì làm taxi cho nó dễ. Qua nói nữa, cái này là phiên bản simulator mà phiên bản gốc luôn á các bạn. Ôi giời má cu cà, ui giời. Bờ rồ. Bản gốc luôn á, hình như phiên bản đâu. Xe chạy láo không bạn? Vừa của nó không cho được luôn. Bố láo thiệt. Nó láo phải diệt. Trời ơi. Đi đúng vậy. Rồi vô nhà dân nữa bạn. Xe buýt mà cũng chạy vô nhà dân nữa. Vãi thiệt. Nháy. Kệ xuống nào anh em. Xuống.
chưa tới nếu cho bạn. Cái gì á? Xong một màn. Các bạn màn tiếp theo nè các bạn ơi. Này giờ sẽ lái này cho nó phê. Phần trước sẽ có mấy thanh niên lạng lách đánh võng lên là chạy luôn cái phổi quẹo vô. Ê lộn, tôi xin lỗi ơi, quên thắng, trời ơi. Lùi. Lùi chuyên nghiệp. Đó, mở cửa ra. Cho nắng sớm vào nha. Các bạn original này nó chỉ có đi trong đường thôi. Còn sim taxi với lại cái unlimited gì đó là nó thì cái unlimited đi ngoài được có tóc windshield. Co quẹo nữa bạn. Xe đua F1. Nó trời. Nè quẹo cái nữa nè. Trời vô các bạn, trời vô đường váy cứt luôn á. Không tung đằng ngoài nào, xe đua F1 nè bạn. Quẹo, ui. Quẹo tốc độ 40. Wow, tưởng mình ghê. Anh hai, để coi biểu diễn cho trình fan favorite của em nè mấy anh hai ạ. Anh hai sẽ là khán giả của em. Cửa lên. West side là ở đâu? West side là que xài đúng không? Que kem xoài, hương vị xoài. Không ngờ mình xài gì luôn mày. Đón hết khách luôn. Không đón khách được nha. Mình không thích đón khách bạn. Mình thích mấy đón mấy người đứng mà có nón bảo hiểm cũng được. Mình thích mấy người đó. Đón mấy người đó cũng được. Trời ơi. Mình không thích đón khách bạn, mình thích đón người mấy người đó. Kiểu vậy. Nhảy quẹo. Ê trời. Ê tại tao không nhìn thấy thôi nha. Mà lỡ chạy tám mấy rồi giờ sao dừng lại chết chưa. Nếu mình đi lộn đường rồi các bạn ơi. Phải quẹo lại nè các bạn. Vãi. Cái gì vậy? Ôi rồi. Trời ơi, mình tưởng cảnh sát bạn. Quẹo. Ủa, nó đi cái đường đó đâu. Nhưng mà nó cũng gì được bạn. Mình đi được, nó bắt mình cái đèn đỏ. Bù trừ 50 kinh nghiệm khốn nạn vậy. Chơi kì rồi đi chó. Hạt ôm cua. Phát triệu rớt. Trời ơi. Chạy là em sợ. Em đúng yếu luôn bạn. Em mới vô trò đúng yếu luôn á. Không có đã. Điểm đến tiếp theo nè, ai xuống không? Thấy xuống hết đi là vừa đó. Trời ơi má. Luôn. Anh yên sợ xuống bạn. Trời coi tung cái đầu rồi các bạn. Trời ơi nát rồi. Xe mà có vụ đó nữa. Xe chạy bao chậm luôn, thẻ bạn câu. Đó. Đéo đón khách mày, thích bóp còi á, tao đéo đón khách mày. Dạ. Chết bà, tao nói giỡn á. Đéo đón khách là đéo cho đi nữa bạn. Thằng nó ngồi quay lưng sao vậy bạn. Ngoại thì kiểu như tao không nhìn đằng trước nha má mày chạy ghê vậy, tao không nhìn đằng trước đi được má kiểu vậy bạn. Còn như đây là cái chạm luôn rồi bạn. Yes xong. Hôm nay là một ngày trời mưa bão bạn ơi. Buổi tối nữa. Buổi tối này kiểu như vậy là không có ai cầm nón bảo hiểm ra đứng rồi. Mưa thiệt nha. Mưa mà mưa ai thèm ra đâu. Chết sao. Không ai có mưa nữa thôi chịu. Tên. Rồi để nhỏ đứng kìa. Mấy bà mẹ làm cái gì á, để nhỏ đứng trời mưa vậy đó. Chán thiệt. Chắc có khi nào đấm sấm sét đánh rầm cái không. Lẹ thôi về nè, cho mấy chị em về nè. Nice street. Đường chính bạn. Model hơi. Chắc này không dễ nữa bạn. Ôi dồi. Mày thấy cái cây không? Đỉnh. Mày thấy cái cây nó choáng đường không chứ không phải tao đâu. Kêu còn ráng chạy nữa. Ôi đừng có giận mấy bạn ơi. Để mưa rồi có xe đâu mới đón mấy bạn nữa. Mình đón thôi chứ. Đi cầm cái mồm lại. Ôm cua nó nè bạn. Ôm cua nè. Ôm cua nè. Trời ơi. Gọi là xích xoa phải cứ. Ô
bắn thêm người. Ồ, anh. Cái quần què vậy? Bắn vậy thôi chứ, đeo xích beo vô hết đi. Lên, chọn cái sâu nữa chứ. Lên. Exercise, phòng tập chim. Chim đó bạn, thù cái nhẹ nè. Trời ơi, trình tao trình vậy mà sao có thể tung được. Ờ, được, coi như tao chưa nói gì hết nha. Đúng ra lái ngày mưa bão không vui mà. Really nigga. Đi qua nhà dân nè. Đáng tiếc là vẫn không có những người cầm nón bảo hiểm. Đứng yên cục đèn chẳng hạn. Cũng không thấy bạn. Mày bị ngáo hả mày? Lộ không? Đó, đó, đó. Ngoài tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở đường gì đó bên Los Angeles. Không biết luôn. Giờ mình sẽ đi qua cầu vượt các bạn. Ở trời về luôn các bạn. Trời. Không quan tâm cái pha đó nha, giờ quan tâm cái pha rip này. Các bạn thấy video này để lại mình một like, một subscribe nha. Ngoài ra chia sẻ tạo động lực cho mình làm tiếp video tiếp theo. Bye bye.